cả nhà đã quay trở lại với chuỗi bài tập cổ vai gáy cùng cô Dung. Đặc biệt bài cuối sẽ giúp chúng ta phòng ngừa thoái hóa đốt sống cổ. Bây giờ cô Dung mời cả nhà cùng tập với cô Dung nha. Trước tiên chúng ta ngồi thẳng lưng, vươn hai tay lên, hít sâu vào, vươn dài cổ lên, đưa cằm lên. Thở ra, buông ngang tay ra và từ từ mắt nhìn xuống đi nào. Cứ như vậy, hít sâu vào, thở ra. Cả nhà nhớ lặp lại 8 lần nha. Và bước tiếp theo, hai tay đang sau lưng, hai tay đang sau gáy. Mở tay ra, hít sâu vào, đẩy căng lồng ngực lên. Thở ra, cong lưng ra sau, thớp bụng, mắt nhìn bụng, thở ra. Cảm nhận sâu. Hít sâu vào, đẩy căng lồng ngực, vươn cầm lên. Cảm nhận sâu. Thở ra, cong lưng ra phía sau, hóp bụng lại. Cả nhà cảm nhận sâu, kéo căng phần cổ vai gáy. Nhớ tập cổ vai gáy thì tâm trí tập trung vào cảm nhận sâu, để đưa khí huyết đến nuôi dưỡng phục hồi các đốt sống cổ các bạn nhé. Và chúng ta lặp lại như vậy 8 lần. Và tiếp theo nào, hít sâu vào, từ từ gập chéo khuỷu tay phải chạm vào đầu gối trái, thở ra. Lên, hít sâu vào và đổi bên nào, thở ra. Hít sâu vào, cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại 8 lần. Cô Dung chúc các bạn tập luyện thành công các bạn nhé. Các bạn đừng quên nhấn nút theo dõi để nhận được những bài tập tiếp theo từ cô Dung. Bây giờ cô Dung xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.